Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức giai đoạn 2022-2026. Điểm đáng chú ý của quyết định này đó là việc tinh giản biên chế được thực hiện theo nguyên tắc mỗi cơ quan đơn vị địa phương đến năm 2026 giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021. Từ thực tế quản lý phân công chức năng nhiệm vụ cho từng ngành địa phương và khả năng nguồn biên chế của thành phố, xem xét, cân đối, điều chỉnh đối với các đơn vị có khối lượng công việc tăng, áp lực, đồng thời thực hiện giảm nhiều hơn 5% biên chế cán bộ công chức đối với những cơ quan địa phương có khối lượng công việc giảm sau ra soát chức năng nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền, giảm nhiều hơn 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trên cơ sở khả năng lộ trình tự chủ tài chính của một số đơn vị biên chế được giao giai đoạn 2022-2026 của các cơ quan đơn vị địa phương không bao gồm lao động hợp đồng thực hiện các công việc hỗ trợ phục vụ. Các cơ quan đơn vị địa phương tự quyết định việc sử dụng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ nêu trên và trả lương từ ngân sách chi thường xuyên của cơ quan đơn vị theo quy định.